Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Sa Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Gần đây, Railway gây chú ý khi có màn biểu diễn năng động tại chương trình Alobank Festival ở Indonesia. Các cô gái nhà SM đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả tại đây không chỉ bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp mà còn từ vi xua đỉnh của chóp. Nếu như màn biểu diễn và giao lưu từ Railway khiến fan thỏa mãn bao nhiêu thì những bộ outfit lại gây tột mút bấy nhiêu. Năm thành viên ăn mặc theo phong cách không chút ăn nhập với nhau, nếu như Joy, Jerry, Wendy mặc cùng màu thì Irene và Sunny có màu sắc hoàn toàn lạc quẻ. Chưa kể thiết kế cũng như cách phối đồ cũng vô cùng khiến Velvet mất điểm, đặc biệt là trường nhóm Irene, chiếc váy cùng chiếc nơ buộc trên đỉnh đầu khiến nữ thần tượng không khác gì đang biểu diễn văn nghệ ở trường. Với Jay Chi, những bộ trang phục biểu diễn luôn khiến cô nàng lộ khuyết điểm eo bánh mì, song stylist vẫn chưa rút kinh nghiệm. Dù trang phục là thảm họa thế nhưng một lần nữa nhan sắc của năm cô gái đã cứu vớt lại tất cả. Ngoài phi số chính là Irene thì những thành viên còn lại gồm Shingi, Wendy, Joy và Jerry đều liên tục khiến fan suýt xoa vì vô cùng xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc. Thực tế thì đây không phải lần đầu tiên Velvet như đắc tội với Starlit khi rất nhiều bộ outfit biểu diễn đều tệ. Mất tiếng là đến từ công ty giải trí lớn SM, hoạt động hơn 7 năm thế nhưng hiếm khi khán giả hài lòng với trang phục biểu diễn của họ. Những bộ cánh họ qua lên người không hề thời thượng hay đẹp mắt mà còn dìm nhan sắc và được cho là thảm họa thời trang. Nhìn lại từ quá khứ, fan ngán ngẩm với những bộ đồ thảm họa của Velvet, loe loẹt, dươm già, xến sẩm chính là những từ mà khán giả dùng để gọi về phong cách thời trang trình diễn mà nhóm đã sử dụng. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao về những bộ outfit biểu diễn gần đây của Velvet? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho chúng mình được biết nhé! Chúng mình là Top Sa Hàn và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và sau ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!